viết tiếp chương trình Đồng đội tôi, người thân tôi, chiến trường xưa. Hôm nay chúng tôi có dịp đến nhà cựu chiến binh Trần Thế Hợi ở thôn Nội Duệ, xã Từ Lạn, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang. Chào em nhá, chào cả nhà nhá. Thế mình cứ quen theo đường đấy, nhìn mãi chả thấy lối vào, thế là mới bảo là phải điện thoại để chờ giúp. Cựu chiến binh Trần Thế Hợi, quê xã Từ Lạn, huyện Việt Yên, nhập ngũ tháng 9 năm 1983, huấn luyện tại Trung đoàn 51, Sư đoàn 431, Quân khu 1. Thời kỳ ấy đang chiến tranh biên giới phía Bắc, Trần Thế Hợi sau khi huấn luyện đã cùng gần 70 anh em nhập ngũ cùng đợt của huyện Việt Yên, được biên chế vào tiểu đoàn 108 bộ đội địa phương Trùng Khánh, Cao Bằng. Thời kỳ ấy, Hợi ở đại đội 1 của tiểu đoàn 108, cho nên những địa danh Tà Liêng, Chi Choi, Bản Trang, Lũng Hoạt hay những điểm chốt cảnh giới, điểm cao 647, vân vân đều là những địa bàn quen thuộc. Sau thời gian phục vụ quân đội, tham gia bảo vệ biên giới khu vực sông Quây Sơn, Trùng Khánh, Cao Bằng, Hợi xuất ngũ về địa phương lao động sản xuất. Hiện gia đình anh có một cơ ngơi cũng tạm tạm, con cái đã trưởng thành và đều có gia đình riêng, sức khỏe còn tốt, vậy cũng là thành công đối với anh em cựu chiến binh chúng tôi. Mỗi khi có dịp gặp nhau thế này, ghi lại những khoảnh khắc bên nhau cũng là một cách trân trọng lưu giữ tình cảm đồng đội một thời gắn bó. Xanh biếc trên đầu đồng đội ơi, mãi mãi là tình yêu thương đồng đội, mãi mãi niềm tự hào ấm vang trong lòng người. Ta về với nhau đồng đội ơi, ta về với nhau. Đồng đội ơi, ta
về với nhau, ta trở về thăm một thời oanh liệt. Như năm xưa ta vừa mới bên nhau, 18 đôi mười trời xanh biếc trên đầu. Đã đôi gia đình nhá. Có một cái dịp được ngồi với nhau thế này. Chủ nhá, cảm ơn là chủ nhân đón khách đi đâu. Anh ơi, thấy chưa? Đây con nha, ông về nha. Đấy, cháu đòi của em đây. Con chào các ông đi, con xin chào các cháu nhá. Rồi, 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 nhá, anh cháu.